Xin chào các bạn thân thương của anh Dũng Vision. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 rồi, thời gian cứ thế là trôi đi. Tức là ngày 456 của xung đột giữa Nga và Ukraine. Chúng ta biết là ngay vào chúng ta vào vấn đề luôn nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta nhìn thấy ngay trên cái bản đồ đây là chúng ta thấy là một cái bản đồ thấy ngoằn ngoèo quá. Các bạn nhìn vào chắc các bạn đoán được rồi phải không? Bây giờ tôi giới thiệu lại nha. Tức là bây giờ nhiều người là muốn lấy luôn bốn tỉnh này để cho nó ranh giới, cho nó rõ ràng ra. Chứ còn bây giờ mà cứ suốt ngày cứ làm nhảm gần cái chỗ này là đòi đánh Mariupol là thứ đủ thứ trên đời hết. Rồi đòi chiếm Crimea rồi. Tức là nó cái độ pháo kích từ Odessa này tới Crimea này các bạn này. Hoặc là đánh từ bên chỗ Zaporizhia xuống Mariupol này. Rồi chỗ mà Vuhlida xuống Mariupol này. Rồi Zaporizhia xuống Berdyansk, rồi Melitopol, rồi Kherson, rồi đánh xuống Crimea. Các thứ là nó rất là mệt. Tức là nó nằm trong cái pháo kích đấy. Cho nên Nga lại không muốn là coi như sát vào biên giới Nga là như vậy. Kê cái súng vào gáy, kê cái dao vào gáy là không có thích tí nào hết. Thà anh có một cái đệm. Ví dụ như đối với các nước NATO thì Nga phải đệm bằng cái Ukraine hoặc là Belarus. Ví dụ thế. Còn không chí ít thì cũng phải là một nửa cái nước Ukraine này. Nếu mà không được cả nước. Chứ còn cái vùng Donbass và cái vùng Kherson phía dưới này là chẳng qua là vùng của Nga. Toàn người Nga thôi. 80-90% rồi, cho nên là rất là khó. Bây giờ các bạn nào mà chưa quen cái bản đồ của anh Dũng Vision thì tôi xin nói lại này. Đây cái vùng Luhansk là Nga đã chiếm hoàn toàn, đã có những kiểm soát hoàn toàn để nói dùng từ đấy nhau hay. Còn đây có một đốm ở chỗ này thì nó là của Kharkov mà Nga cũng đã kiểm soát rồi. Đây là Kharkov đây. Đấy, cái vùng này là cái vùng Donetsk là Nga kiểm soát rồi. Còn cái vùng Donetsk này là Nga chưa kiểm soát. Đấy, trong đó có Kramatorsk với lại Sloviansk, Chasovia, cái thứ là nằm khu vực này. Còn đây là khu vực đỏ này á, là của Zaporizhia. Thì còn khu vực xanh này là Zaporizhia của Ukraine kiểm soát. Và khu vực dưới này là Kherson là Nga kiểm soát. Và khu vực này là Kherson, Kherson mà do Ukraine kiểm soát. Thế thì bây giờ là các bạn có muốn lấy thì để mà tôi báo cáo lại để mà lấy luôn cái này. Còn nếu các bạn không thích thì thôi nha. Nó đùa cho vui thôi. Đây là Kharkov. Các bạn biết Kharkov thì Kharkov là mất một đoạn này rồi. Đây là Dnipropetrovsk. Cái chỗ này rất là quan trọng. Cái chỗ này là Mykolaiv. Đây là cái tỉnh nha. Và đây là tỉnh Odessa. Thì tỉnh Odessa là nó trùm luôn cái chỗ Chanisia mà của Nga đấy nha các bạn nha. Còn đây là Moldavia. Thế thì chúng ta thấy là cái tỉnh mà Kharkiv là quê hương của Tổng thống Zelensky thì là không lấy. Cái đại hội mà nếu mà ông còn sống thì ông trả nợ. Còn nếu không thì là coi như là ông bị lật đổ hoặc là bị giết đấy, thì là sẽ chính quyền ở Kiev mới nó sẽ trả nợ. Chứ không trả nợ. Thì chúng ta thấy nếu mà từ đây thì rõ ràng là cái bước đệm cho bên nước Nga này rất là êm. Đấy các bạn thấy không? Chứ cái từ Kherson này với cái từ cái chỗ Vuhlida này rồi mấy cái chỗ này là gần gần giống Kharkov này, nhất là Kharkov của mình của đó là mệt mỏi lắm đấy. Cái chúng ta thấy nó rõ như thế. Là còn mỗi cái chỗ Sumy thôi. Đây là Sumy là giáp với lại Bryansk. Đây là ranh giới của Bryansk này các bạn này. Đây là Bryansk, đây là Bengurus, và đây là khu vực Kursk. Còn vào đâu nhé là phía này. Đại khái là như vậy. Varunets thì nó giáp với lại cái vùng đã kiểm soát rồi. Đây các bạn này. Thế cho nó dễ. Thế thì còn Kursk thì vẫn giáp. Kursk thì vẫn giáp các bạn nha. Bengurus, Bryansk và Varunets thì giáp, cũng giáp nhưng mà giáp khu kiểm soát rồi. Nếu thế thì như thế là nếu mà Nga mà lấy hết cái khu vực này ấy, thì có thể nói là hoàn toàn yên tâm về mặt pháo kích, về các loại bom nước là có thể là giải quyết được hết, nhưng mà vẫn không thể mà tránh được cái Shadow. Nếu mà Shadow chỗ Kriviris này nó vẫn thể câu tới Crimea các bạn nhé, nếu mà 300 km, mà hiện nay là nó đang lạng nhạng cái chỗ là có khả năng là cung cấp cái loại 500 km đấy các bạn nhé, cái gọi là cái tom Shadow đấy. Nhưng mà chắc là các bạn vui nhất là nếu mà lấy được khu vực này Odessa thì tức là biên giới của Ukraine là tới đây rồi, tức là xa biển lắm. Thì lúc đấy là sẽ không có cái xuồng cảm tử, là không có hạm đội của Ukraine, mà cũng không có chuyện xuất khẩu lằng nhằng. Ông cứ đi qua bên Hungary, Ba Lan mà chơi. Thậm chí cái vùng phía Tây này, toàn bộ phía Tây này
đây là phía trung, đây là miền trung của Ukraine các bạn nhé, còn phía tây bên này thì thích sát nhập với Ba Lan thì thích sát nhập, còn để lại cái miền trung này có thủ đô là Kiev và Kryvyi Rih là công trả nợ nha, trả nợ phương Tây nha, chứ còn đây là khu vực này của Nga thì chúng tôi không biết sát nhập lãnh thổ Nga. Thì cái này nó có hay không thì chúng ta cũng đến giờ phút này cũng chưa biết được, nhưng nếu mà tình hình mà cứ gọi là cứ ủng hoàng cái chỗ mà cái biển này này dưới biển Đen này với biển Azov này thì chắc là cũng khóa luôn. Đây hai cái chỗ này là đã khóa cái biển Azov rồi. Azov là trước đây là của hai nước này, hai quốc gia, nhưng bây giờ là thành một thôi các bạn nha. Bên này cũng Nga, bên này cũng Nga, thế thì còn cái này nữa thôi. Thì bởi vì là Ukraine bây giờ là đang nói với NATO là phải biến cái biển này, biến cái biển này thành cái biển NATO. Bây giờ chúng ta ra khỏi cái này nha. Đây, chúng ta biết là cái biển này là biển Baltic, chúng ta nói mấy hôm nay rồi. Biển Baltic thì xung quanh đây là các bạn thấy này, Estonia này, rồi Latvia này, Litva này, Ba Lan này, Đức này, Đan Mạch này, Thụy Điển, Phần Lan. Thế là xung quanh đấy là có mỗi cái Kalinin này là của Nga thôi. Thì cho nên bây giờ cái biển Baltic người ta gọi là biển NATO. Tôi là ông nào đi ra đi vào ngay là ông biết hết. Thế còn bây giờ ông Hắc Hải đây, ông Biển Đen đây, ông Odessa đây, thì có ông Bulgari, ông Rum, đây là ông Rumani này, ông Bulgari này, ông Thổ Nhĩ Kỳ này, và ông Ukraine. Thế là nếu mà lúc nãy mà chúng ta vẽ là coi như không có nữa, thì như thế là còn có Rumani, Bulgari và Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, còn ông Nga họ không cần tính, Georgia họ không tính, họ nói của NATO rồi. Cái lối nói của Kuleba này là của Bộ trưởng Ngoại giao của Ukraine là lối nói rất là gangster các bạn nhé, nói gọi là dùng từ gì để các bạn tự các bạn tìm cái từ ra. Đấy, đấy. Biến cái biển này NATO không cho Nga, tức là Nga mà đi ra cái biển NATO này cũng giống như là Nga ở Saint Petersburg để đi ra này. Đấy, biển NATO, Baltic NATO hoặc là Kaliningrad đi ra là biển NATO. Đấy, chơi cái lối vậy đấy các bạn. Nhưng mà nếu mà không có nữa thì còn có ba nước này thì mà ông vẫn đang lớn tiếng là coi như bây giờ biến cái biển Đen này thành biển của NATO, là cái này là chúng ta thấy là sắc sược. Thế thì hai hôm nay thì có một cái tàu sân bay lớn nhất của thế giới đã đi vào vùng biển này đấy các bạn nha, đi vào vùng biển này, nhưng mà hiện nay là đang ở, tức là đi từ bên ngoài, đây là biển Mang Sơ này, Bắc Hải này, đi vào trong này. Thì hiện nay là đang đậu ở cảng Oslo của thủ đô của Na Uy. Thì tàu này gọi tàu Gjerumfor. Gjerumfor là cái tên của một vị tổng thống, ông này là sau cái ông Nixon các bạn nhá. Richard Nixon là sau khi mà tái đắc cử năm 1972 á. Đấy, xong tức là đánh cuối năm 72, tức là tháng 11 là tái đắc cử được có một tháng, thì đến tháng 12, cuối tháng 12 là ông quyết tâm đánh. Trước khi mà chưa đánh thì là ông nói là ông không đánh, ông sẽ hòa bình. Nhưng mà đến khi mà ông là tái đắc cử rồi là ông đánh Hà Nội 12 ngày đêm. Đánh 12 ngày đêm ông thua, thì là tháng 1 năm 73 là ông phải từ chức vụ Watergate nữa. Thế sau đó là một cái ông lên kế của cụ đảng Cộng hòa, lên kế thì là đó là ông Gerald Ford. Thì ông lên, ông gọi là phó tổng thống là lên tổng thống. Thì cái luật như thế. Thì cái ông tổng thống này là Gerald Ford. Thì bây giờ là cái tàu sân bay lớn nhất là mang cái tên ông này. Thì hiện nay là bây giờ đang tập trận ở đây là Nga rất là đóng mặt các bạn nha. Nga rất đóng mặt sát vào với chỗ Kaliningrad này, rồi sát vào với cái biên giới Nga, đây là Nga rồi đây. Đấy. Cho nên Nga rất là nóng mặt. Đấy, thì cái tình hình nó là như vậy. Thì trước khi đi vào cái vụ tàu của hôm qua mà ở chỗ Biển Đen ấy, cái tàu tuần tra của Nga, thì chúng ta đi vào cái chiến sự trước. Đấy, thực tế chiến sự thì nó cũng không có gì ghê gớm, các cái vấn đề xung quanh thì nó lại ghê gớm, nhưng mà chúng ta cũng phải điểm hết. Thì đây là chúng ta biết đây là cái khu vực phía Bắc. Đấy, đây là Kharkov đây. Đây, Kharkov. Đây là Kurian. Bởi vì tôi về cái bản đồ này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rõ một cái con sông, nó gọi là con sông Osko. Hôm trước tôi cứ vẽ hôm địa bảng, hôm xanh một số bạn phê bình ấy. Đấy. Thì đây là Dobrochina. Đấy, qua cái bản đồ này thì chúng ta sẽ thấy một cái điều là Nga đã chiếm toàn bộ cái khu vực bờ sông của cái sông Osko này. Tất nhiên là không phải chiếm toàn bộ khu này mà chiếm một phía trên này thôi. Đấy, còn cái phía này các bạn thấy là đang pháo kích rất là nhiều đây, tất cả đây là pháo kích hết. Thì coi như các cái khu vực này là sẽ là khu vực là tiến đánh tại khu vực phía bên trái của sông, bên trái của tôi hữu ngạn của cái sông này ấy, là nó có rặng núi các bạn nha, nó có mặt rặng núi, nó không có đều lắm nhưng mà nó có mặt rặng núi.
nó kết nối với cái dạng núi ở phía dưới mà Siberia ở dưới này. Đây các bạn thấy thì Siberia này, đây Siberia này. Đấy. Thì trong này nó có một cái mỏ than mà tôi hay nói đấy, đấy trời Chukaramina. Thì các bạn thấy là nó có cái hệ thống núi ở đây, cái hệ thống núi đây. Khu này là khu Liman các bạn nhé, đây Liman nhé, đây Kuriam và Liman, đó là một hệ thống. Đấy thì nó ở núi đây, tại vì nó rất là quan trọng cho đến các cái vấn đề tác chiến sau này. Đấy, đây là núi đấy các bạn, đây là sông, đây là cái sông. Thế thì phía dưới này là Kramatorsk với lại Slovansk, đây Slovansk đây các bạn. Kramatorsk thì dưới một tí, hai thành phố này cách nhau có hơn chục cây là không có xa. Đấy, thì cái khu vực này thì các bạn biết rồi là phải lấy rồi. Nó trên này tôi nói là của các cốt thôi, nhưng mà phía dưới này bắt đầu từ chỗ này trở xuống này là bắt đầu là của Luhansk, đây của Donetsk. Đây là các bạn này, đây từ đây trở xuống này. Đấy, khu vực này Donetsk này đâu vẽ nó không rõ lắm, nhưng mà đấy các bạn cũng phải đậm đậm hơn thì đấy là cái Donetsk này. Đấy thì cái vùng này là vùng phải giải phóng này, còn cái vùng khác cốt là cái vùng thứ hai, là các bạn biết là lúc nãy cái hình ảnh lúc nãy ấy. Thì đấy thì hiện nay là cái chỗ mà Kuria này đánh cũng là rất là ghê gớm, thì cũng là tiêu diệt được một số. Như thế là hôm qua là 190 binh sĩ của Ukraine là bị tiêu diệt trong các cái khu định cư ở cái chỗ mà Dvorsina phía dưới này, và ba cái phương tiện xe bọc thép và một pháo ở Masut Topka, Timkovka và Kuliarovka, là cái chỗ Masuka trên này các bạn nhé. Đấy, trên này. Thế đi xuống phía dưới này là xuống chỗ Liman dưới này. Thì các bạn thấy là ngày hôm qua Nga cũng đã dùng cái loại súng phun lửa và pháo binh đã tấn công vào các khu định cư ở Zaporovka, là cũng tiêu diệt 65 binh sĩ Ukraine, 4 xe và 3 pháo. Cả khu vực Devorova và Raygorod dưới này các bạn nha. Ta đi xuống dưới này, cái khu vực chỗ Bắc Mốt này á, thì hôm qua là gần như là không đánh các bạn nha. Tức là hai bên á, là bên Wagner thì cũng có một số người lại để mà trao trả tù binh. Thì hôm qua đấy, hai bên là quy ước với nhau là không có đánh, không có giao tranh để mà trao trả tù binh. Từ mỗi bên là trao trả 106 người, trong đó có 104 người tù binh và hai thi thể. Thì hai bên đã dương cờ trắng và đi hai đoạn, chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái bức hình sau đây. Tuy nhiên là bên Ukraine cũng đã vi phạm ngừng bắn, nhưng tất nhiên không phải cái chỗ mà giao tức là trao đổi tù binh đâu. Trao đổi tù binh đó nó là giữa cái Khromova đây và Ivanovska này. Đây Khromova, đây là Ivanovska, thì trao trả giữa đồng bằng như thế này. Nhưng mà phía trên này là coi như là Ukraine vẫn đánh, cuối cùng là giao tranh là Nga đánh bật ra luôn, chiếm thêm một ít gần ra phía chỗ Bohdanska này, Bohdanovka. Nghe các bạn nha, cái này là đúng ra là không được đánh nhau, đã gọi là thôi là thôi. Chứ còn đang người ta đang tất cả người ta im để người ta làm cái việc tù binh với hàng binh với người chết này, trao đổi nhau thì bắt đầu đánh nhau, cái này là không được. Đấy, nhưng mà hôm qua mới có sự việc đó. Rồi chỗ Konstantinovka này thì hôm qua cũng đã bị pháo kích, nhưng mà hôm qua thì không thấy nghe nói tổn thất gì của bên Ukraine hết. Còn hai hôm trước là đều bị dính một kho đạn, còn hôm sau thì dính kho hậu cần. Hôm qua tôi nói đấy là quân trang, quân dụng, quân y rồi đó. Thì chúng ta đi xuống phía dưới này, phía dưới này là Pishnyana này cũng bị pháo kích, Torez này cũng vậy nha các bạn nha. Cái chỗ này là Nga là đang muốn là thẩm thấu ra cái khu vực này. Đấy, đây thẩm thấu cái khu vực này là các bạn biết là coi như là tôi cho cái màu khác này. Đây Nga thì muốn là lấy cái kiểm soát toàn bộ cái hệ thống này. Đấy, là các bạn biết là đó là cái hệ thống đường sắt đường bộ rất là nhiều, mà khu này nó thuộc về Donetsk đây. Đấy, miền trung của Donetsk. Thì đây là cái New York. New York thì suốt ngày bị đánh bom thôi, chứ còn nói chung là chưa tấn công ra đây được. Thì tất cả các khu vực lại đang đánh, thì chỗ nào mà đánh bom là như thế là dọn đường đấy các bạn, để chuẩn bị là bộ binh để tấn công là theo các con đường như thế này. Đấy, cái đường này là lên Konstantinovka lúc nãy chúng ta nói. Đấy, các con đường như vậy thì có các con đường mà nó bao giờ nó cũng đi vào các cái đường sắt trung tâm hết, là các nơi nó vào hết rồi các bạn nhé.
rất nhiều đường nó vào. Thì là như thế là Nga sẽ lấy mấy cái đường này để mà coi như cắt đứt cái Kramatorsk với lại Slovansk ở trên. Chúng ta đi xuống dưới này. Xuống dưới này thì chúng ta biết đó là Aditka, đây là Karamit. Karamit cũng thế, đang đánh ra Bocherchina, cái chỗ này. Còn đây là cái khu vực này là khu vực Aditka. Thì Aditka đây thì chúng ta biết là hôm qua là đánh được hai cái pháo đạn ở đây, cái chỗ này. Và một cái sở chỉ huy. Thì hiện nay là các cái lực lượng của Nga đang tiến ra hai cánh, hai đầu cầu, nó gọi là hai đầu cầu ở đây, nó anh dùng cái từ như vậy để coi như để mà coi như khóa lại cái Aditka. Thì Aditka có khả năng trong một thời gian ngắn nữa là cũng sẽ thất thủ thôi. Còn đây cái chỗ này tôi cho nhỏ thì lại đây đây khu vực Aditka đây các bạn này, Severnaya, Opitnya, Odanya và đây là Paromaska. Paromaska đây thì các bạn biết đây, chúng ta nhìn view ra đây thì chúng ta thấy là cái biểu tượng là bị ngập nước này các bạn này. Đấy, cái nhà bị ngập nước này, tức là lực lượng Nga đã hiện nay đang tấn công tới cái chỗ khu vực này. Đấy. Thì các bạn thấy là đây nó có một cái đập nước là đã xóa sổ cái đập nước này rồi rồi các bạn nha, xóa sổ cái đập này luôn rồi. Thế là nước mới tràn ra cái sông này, nước nó mới tràn ra cái sông này. Chúng ta nó gây ngập hết, gây ngập diện rộng ở đây. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là xe tăng các ông là thôi, bây giờ hết mưa rồi, bây giờ là đến lụt, đến ngập nước mà xe tăng khu vực này là không sơ được các bạn nhé. Cái này để cắt toàn bộ lên phía trên, tại vì cái chỗ này mà từ cái đập này này, cái đập này nó gọi là Kalivka. Từ cái đập này mà lên Kramatorsk là các bạn biết là đồng bằng hết. Mà đồng bằng nó bị lụt chứ còn núi thì làm sao lụt, núi thì nó gọi là lũ thôi, thì nó sẽ ngập hết. Thì còn phía trên này, nếu mà sau này tôi nói là nếu mà xe tăng mà của Ukraine vào mà Nga nó chơi, nó coi như là bắn gọi là phun đám mây đấy bạn, tức là nó làm mây làm mưa được mà, hô mây gọi gió được mà, cho nên là đến khi nào mà xe tăng ở đâu nó nhiều rồi, lúc đấy là nó sẽ bắn mây lên. Đấy, tức là tụ mưa là sẽ mưa sẽ rơi xuống các cái chỗ, tức là mưa như rút nước luôn ấy, là xuống các cái chỗ mà có xe tăng là nằm tại chỗ. Khi mà nằm tại chỗ rồi là bắt đầu bị công kích, pháo kích và bị sướng. Đấy, cho nên là các bạn cứ hết sức là yên tâm. Bây giờ là khu vực này để mà chống phản công các bạn. Thực tế là coi như là bên Ukraine người ta nói tổng phản công bắt đầu từ hôm qua rồi. Nhưng hôm qua thực tế cũng chả đánh đấm gì đâu, nhưng mà cứ nói như vậy tức là sự đã rồi đấy mà. Bây giờ chúng ta đi xuống đây, chúng ta đang ở cái chỗ mà lụt lụt đây, tức là cái nơi ngập lụt. Thì chúng ta sẽ thấy cái khu ngập lụt là nó như thế này đây này. Lúc nãy tôi nói đây là Kramatorsk này. Thì là cái chỗ này ngập lụt rồi, cái chỗ cái hồ đây. Là tất cả đây là đồng bằng hết các bạn nhé. Cho nên là Nga là muốn thôn tính toàn bộ cái khu vực này, khu vực này là của Donetsk còn lại đấy các bạn. Trông nó rộng thế thôi chứ thực tế nó cũng không còn nhiều đâu, nó rộng về đất đai thôi chứ còn dân ở đây các bạn thấy là gần như không có dân luôn này. Chỉ có khu đây này là có dân một tí này, nó gần các cái sông, cái dưới này là có mấy cái thị trấn đây thì nó ngập hết rồi. Đấy, thì coi như là nếu mà trong trường hợp mà Vuleda, các bạn biết là Vuleda mà đánh xuống Mariupol đấy là nó sẽ tập trung đây, thì ở đây nó ngập nước hết rồi các bạn nha. Nó là như vậy đấy chứ không phải. Thế là chúng ta đi xuống cái chỗ này, tức là phía này là Donetsk, đây là phía nam của Donetsk, Vuleda là nam của Donetsk và giáp với là Zaporizhia. Các bạn mà rành là coi như nói chỗ nào là các bạn biết hết là nó sướng. Đấy, đấy trên này là Donetsk này, nam Donetsk này, bắt đầu đây là Zaporizhia, đây Zaporizhia này, đấy Zaporizhia. Đấy thì cái khu vực phía nam Donetsk này bao gồm Vuleda và khu vực Zaporizhia. Thì chúng ta là tôi hay nói là cái khu vực ở đây là tôi. Đấy, là cái chỗ này là cái chỗ này sau này sẽ đánh lớn này, tô lát chỗ này hôm trước là phá được cái kho đạn của Nga ở đây này. Rồi đây là Orikhov, cái chỗ này là cái chỗ mà có thể nói là đại bản doanh để mà bắt đầu tấn công sang. Đấy thì cái khu vực này ngày hôm qua là coi như là bên Ukraine cũng là tổn thất 110 binh sĩ, 4 phương tiện xe và 2 pháo. Đây là cái khu vực này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta xuống Kherson bên Nikolaev rồi.
Cô lấy này là cũng là trung tâm cái hậu cần rất là lớn, cho nên suốt ngày là cũng bị pháo kích thôi. Còn đây là cá cấu cà, cũng là cái đập. Cái chỗ này là cái hôm trước mà tôi nói là cái chỗ đấu tăng đây các bạn nha. Cái khu vực này mà đấu tăng thì là cái chỗ này, cái đập này rồi cũng trước sau nó cũng bể rồi. Cái đập này cam coca này và cái đầu cầu Ivanovsky này thì đương nhiên là coi như khi mà các đoàn xe tăng xe vận tải mà qua hết rồi là cái cầu này nó bị sập. Thì hôm qua chỗ Kherson là cũng bị đánh bom, chỗ của Gorochka đấy thì có thể nói là cũng đã bị tổn thất 25 binh sĩ, hai phương tiện và một khẩu pháo, và nổ một cái kho đạn ở đây các bạn nhé. Cái này tôi có ảnh cho các bạn xem, một cái kho đạn này cũng nó nằm ở giữa trời thôi, nó nằm ở giữa đồng bằng. Giờ chúng ta đi xuống phía dưới Cửa Đông. Thì Cửa Đông hôm qua là có một cái hai cái UAV của Ukraine là bay, coi như là bay từ cái chỗ Odessa là bay tới đây, là ba cái thì coi như là hai cái là bị đánh chặn và một cái là coi như vô hiệu hóa, tức là ba cái mà không cái nào bị hết. Thì đây là Sevastopol, là các bạn biết là nó là thủ phủ, còn đây là quân cảng Sevastopol. Thì ngày hôm qua là tinh thần là như vậy đấy các bạn, chứ cũng không có cái gì là ghê gớm lắm, nhưng mà các cái vấn đề ở ngoài lề thì nó rất là nhiều, linh đa linh tinh ở phía ngoài lề. Thì giờ chúng ta đi nói về cái chỗ ngoài lề. Thế thì hôm qua là các bạn biết là cái chỗ này là cái chỗ mà đây, hôm qua vẽ lại đây là Istanbul, là cái chỗ mà tàu bè qua lại đây. Thì hôm qua là bị cái tàu ở đây đấy, thì các bạn biết là tàu này sau đó là lết về Sevastopol. Thì bây giờ là theo Nga nói ngày hôm qua, chúng ta cũng được biết đấy, là coi như là có mấy cái xuồng cảm tử, thì nói là từ Odessa, nhưng chưa chắc từ Odessa đâu, tôi nghĩ không phải từ Odessa đâu. Không biết là nó từ cái gì thì chúng ta không biết, nhưng mà bảo là cứ nghi Ukraine thôi, nhưng mà nó yêu Ukraine hoặc là ai đó thì cũng là Ukraine thôi. Thế thì cái tàu đấy thì hôm qua là có ba cái tàu cảm tử, cái xuồng cảm tử thì nó lao vào, thì hai cái là bị cái tàu tuần dương này, gọi là tàu tuần dương Ivan Krut đấy, là phá hủy được hai cái. Thế còn một cái thì là có thể nó là đâm vào tàu các bạn, mà không biết là tàu đấy có bị chìm hay là lết về tới nơi, có khả năng về tới nơi đấy. Đấy, như thế nào thì không biết, nhưng mà theo cái video các bạn xem sau đây thì nó là nó đang đâm vào, nó đang lao vào, tại vì trên đấy nó gắn camera ấy, thì nó lao vào, mà đến khi mà nó không còn một cái tức là tín hiệu nữa, tức là lúc đấy là có khả năng nó đã va chạm vào tàu, hoặc mạnh mức độ nào, hoặc là nổ cháy thế nào thì chúng ta chưa biết. Tức là cái bị thương nặng hay thương nhẹ cái tàu đấy thì chúng ta cũng biết, nhưng mà va chạm là chắc chắn là có. Tôi thấy là nó cũng bung toé hết cả đây, thì khả năng là cũng khó đi từ đây về đây là rất là xa, mấy trăm cây chứ không phải. Thế cho nên là cái vấn đề mà cái tàu mà xuất khẩu ngũ cốc rồi những là rồi tàu của Mỹ mà đi vào trong này là thấy cũng không được rồi. Đấy, cho nên là cái ông Thổ Nhĩ Kỳ này ông rất là mệt, nếu mà ông cho, tức là chiến tranh là không được cho tàu bè mà của các nước mà nó không có cái hải phận trong khu vực đó là không được vào đây, trong nước Mông Tô đấy. Thế thì bây giờ nếu mà thân nhau với lại Mỹ với ông Thổ Nhĩ Kỳ cứ cho vào, bảo thân ta cũng chả đánh nhau, mà ông vào Do Thám cũng quá cha, ông vào ông quăng luôn mấy cái xuồng cảm tử xuống đây thì cũng quá cha luôn, như là chiến đấu rồi. Cho nên cái hạm đội Biển Đen của Nga đây rất là mệt, rất là khó khăn đấy. Về cái tàu này, tàu tuần tra thì các bạn biết là nó có một cái đường ống ở đây rồi đấy, hôm qua tôi vẽ nó có hai đường ống cơ, hai đường ống, cho nên là cái tàu tuần tra là người ta cứ đi qua đi lại đây. Thì bây giờ là thứ nhất đấy là không khéo ông Mỹ ông lại chui xuống, ông lại phá cái đường ống này, giống như cái Nord Stream, xong ông bảo là không biết cái này, không biết, chắc là mấy người Ukraine lặn xuống là nó phá thôi, chứ này không biết. Đấy, nhưng mà còn sắp tới sau này bắt đầu cái đền bù với lại bung mét ra thì lúc đấy thì tính sau, chứ còn bây giờ cứ cãi thì cái gì là cứ cãi cái đã. Đấy, thì tình hình nó là chỗ này như thế, thì chúng ta cũng xem lại mấy cái hình ảnh này, chúng ta sẽ thấy rất mệt mỏi cái chỗ Odessa này. Đấy, cái chỗ này mà hôm nãy đầu tiên vào chúng ta vẽ là coi như là sẽ mất cái chỗ này, đây nó ăn lan xuống đây này các bạn, đây Odessa đó. Còn cái khai son rồi Cửa Rừng thì hết rồi, tức là đây là của Nga hết rồi, thì coi như không hoàn toàn, không có lo lắng về cái chuyện biển nữa. Coi như ông thành quốc gia không có biển luôn thì nó dễ, chỉ có là mệt lắm, cứ mỗi lần mà coi như là chơi nhân đạo nó cho xuất khẩu ngũ cốc cái đã y xì là coi như là có tàu Nga là bị đấy, mà cứ cho xuất khẩu là tàu Nga bị. Thế hiện nay cái chỗ Sevastopol này là các bạn biết là coi như là
là chúng ta biết là cái ở phía ngoài này này thì chúng ta thấy là nằm sâu trong này thì sâu trong các cái khu vực này là trong này thì phía ngoài này là có cái lưới B40 các bạn nha. Phía ngoài này có rất là nhiều cái lưới là coi như không bao giờ mà xâm nhập vào hết, chỉ có khi đi ra thôi là bắt đầu là coi như là nó có động năng là đó là nó có phát hiện hoặc là trinh thám do thám gì của Mỹ đây nó báo là tọa độ độ đó khu vực đó là bắt đầu là nó phóng tới thôi. Đấy, chứ còn ở trong cảng này thì hoàn toàn yên tâm là có các cái hệ thống bảo vệ rất nhiều lớp ở phía ngoài này. Đấy, không đi cách hướng nào mà anh vào được hết, chưa nói các cái hệ thống phòng thủ của Nga nữa. Đấy, nhưng mà con này cứ rất là mệt mỏi cái chỗ này, thế nên là cái chỗ Odessa này các bạn sang kiến nghị nếu mà coi như là thu hồi thì để thu hồi luôn, chứ cần cứ để cứ lằng nhằng mãi chỗ này là rất là mệt. Đấy thì các cái khu vực trong này là như vậy. Thì trong cái chỗ khu vực Crimea này thì cũng suốt ngày là bị suốt thôi. Thì hôm qua là bị gái ở đây nữa, là lúc nãy tôi nói rồi, bị gái ở đây khắp nơi, hôm qua là hôm kia ở đây rồi trên này rồi tôi nói khắp nơi luôn, cái chỗ cái sân bay này rồi cái chỗ mà phòng thủ này là coi như gần như là khắp nơi luôn đấy. Sevastopol rồi Sebastopol thì đương nhiên là bị rồi, thì có là con suốt rồi, kể cả cái cầu Crimea ở đây nữa này là rất là mệt mỏi. Cho nên là có thể nói là nếu mà lấy luôn 4 tỉnh đằng kia thì các cái uy hiếp về các cái pháo kích về không kích thì ở khu vực này hoàn toàn yên tâm, và đặc biệt là những ngoài khơi vào hoàn toàn yên tâm. Chứ còn chỉ có anh Mỹ hay anh Bulgaria anh Rumani, mà Bulgaria Rumani thì không có cửa rồi. Có anh Mỹ vào, nếu mà anh Mỹ chơi thì anh cứ nói thẳng là anh chơi đi để tôi biết. Chứ anh cứ chơi mà anh cứ bảo là không, cái này là của mấy thằng nhỏ nó chơi. Chúng ta quay lại cái bản đồ này thì chúng ta nhìn thấy rất rõ, tức là cái chỗ mà Paromaska đây là coi như là đang vận động ra phía này. Các bạn biết là tại vì tôi hay dùng cái bản đồ này cho nên tôi hay dùng cái màu vàng này như thế, thì nó vào màu xanh đây thì nó lại không thấy. Thì đây nó gọi là cái đập Karikika đó. Thì đây là tất cả các thị trấn mà lúc nãy chúng ta thấy trên bản đồ này là nó bị ngập nước hết này, nước hết là 4-5 cái ở đây thế rồi. Chứ các bạn biết đây thấy xung quanh đây là toàn là đồng bằng hết, thế nó mà xả nước ra cái là rất là mệt. Chúng ta có thể view thêm một tí chỗ này, đây cái hồ đây các bạn, đây cái đập nước đây này, đây cái đập ở đây. Các bạn biết là coi như là xung quanh đây là toàn đồng bằng hết ha, gần như là đất trống không, trồng ngũ cốc không, chỉ có một vài cái thị trấn thị xã thì cái làng ở đây thôi. Chứ còn các bạn thấy này thì cho nên là hiện nay là nó tuy là cái vùng đất của Ukraine đang kiểm soát, nhưng mà thực tế nó là đất không thôi các bạn, nó là đất không thôi. Chúng ta thấy đây, còn cái khu vực trên này là Kramatorsk, trên này cũng thế thôi, coi như là cả một cái vùng đấy, có một cái tí cái vùng núi mà lúc nãy tôi vẽ đấy thôi, tất cả đây là ruộng hết, trên đất không. Cho nên người ta mới nói là chiếm được cái Bakhmut rồi là người ta sẽ nóng ra phía tây này thì rất đơn giản đấy, toàn là đâu có thấy núi rừng gì đâu đó. Mà cái như thế này là tốt cho UAV này, cho không kích này, cho pháo binh này. Đấy, để mà có thể nói là đánh phủ đầu, sau đó là bộ binh chỉ đến các cái thành phố thị xã coi như trụ quân lại đấy thôi. Thì ngày hôm qua có thể nói là ông Zelensky này như cũng đã nói được rồi đấy các bạn, nhưng mà hiện nay ông Nga nói là ông bị loại khỏi vòng chiến đấu, không cho tham gia quân đội nữa. Nhưng mà cái này tôi nghĩ là có sự can thiệp của Zelensky, bởi vì cái vụ Bakhmut đấy là các bạn biết là ông trước tôi nói rồi đấy, là tổng thống Zelensky và ông tư lệnh lục quân Syrky là đồng ý là cố thủ, bởi vì người ta thấy nếu mà bể cái này là coi như là mất đi cái đà đấy, và cũng có thể nó cản trở cho cái vấn đề tổng phản công. Cho nên là Zelensky và Syrky quyết thủ tại Syrky. Trước đây là DPC năm 2015 đã bị thua, đã thất thủ tại đấy, cũng là cố thủ và chết đấy. Cho nên lần này là ông muốn là ông chứng minh là cái chuyện đấy là do cái đó cái kia thôi, chứ không phải là do quân đội, nhưng mà thực tế là do quân đội, do chỉ huy thôi. Đấy là coi như về đây lại bị lần nữa. Thì có thể nói là Zelensky thì cũng rất thích ông này lên đấy các bạn nha. Cho nên hồi ông Zelensky là ông tổng tham mưu trưởng thì ông là nói là rút lui, thì hai người này nói là phòng thủ, mà ông bộ trưởng quốc phòng Ranjikov thì ông lại đứng cửa giữa, là các bạn biết rồi. Thế thì bây giờ khả năng ông Syrky này lại lên đấy, làm tổng tham mưu trưởng, tức là tư lệnh quân đội này, thay ông Zelensky đấy, chứ phải không đấy các bạn nha. Đấy, bởi vì nếu mà ông Zelensky bây giờ người ta không biết là do bị cái pháo kích cái hôm bữa bắt lốp hát, hay là do cái tướng lĩnh quân đội của Ukraine chơi nhau đấy. Để chứ nếu mà ông mà còn tỉnh táo, ông bây giờ ông nói lên đấy, thấy chưa, hồi đấy là tôi nói là rút lui đi, đừng có thủ ở đấy, thủ ở đấy là chỉ có thua thôi,
bây giờ cả 100.000 lính ở đây các bạn, riêng mà coi như bị hy sinh, bị chết là tiêu diệt là 50.000, mà trong số đó là còn 100.000 là coi như người ta bảo là bị thương, còn khoảng 50.000 nữa là rút về ra được thôi, còn 100.000 kia là bị thương, mà trong 100.000 đó lại có một số là coi như chết nữa chứ không phải bị thương mà còn sống được đâu. Đấy, cho nên là tổn thất ở đây là rất là nhiều, 150.000 quân các bạn, nếu mà gọi loại vào vòng chiến đấu khoảng 150.000 quân, nó rất lớn. Cho nên là bây giờ nếu Zelensky mà không nói được thì rõ ràng là cái vấn đề mà sai lầm của Zelensky và Syrky ở đây là hoàn toàn là cũng bị bịt miệng, bịt mồm hết. Đấy, nó là như vậy đấy, cho nên cái ông kia ông bị thế là không biết là tại sao. Mà bây giờ ông, nếu mà ông có sống, ông có làm việc được thì chắc là cũng Zelensky nó không cho làm đâu. Cho nên Prigozhin cũng nói là phải nói là cái quân đội của Ukraine rất mạnh, có thể là mạnh nhất thế giới, nhưng mà chỉ thua ông thôi. Tức là thua ai? Thua một ông đầu bếp với là một đám tù nhân. Bây giờ báo chí của New York Times với lại cái tờ Wall Street của Mỹ đã cũng toàn nói là bây giờ là coi như là thua đúng là cái ông đầu bếp với là mấy cái thằng tù. Mà cứ kêu mạnh cái chỗ nào đấy không biết. Một cái thông tin nữa là Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ là coi như là từ chức, là thôi rồi các bạn nha, miễn nhiệm rồi, thôi nhiệm chức rồi, tức là ông Mark Milley đấy. Và bây giờ lên là với ông Charles Brown. Ông Charles Brown này là ông là người da màu, có thể nói là ông bộ trưởng cũng da màu luôn nhá, ông Austin cũng là da màu. Thì ông này trước đây là tư lệnh không quân, thế thì cho nên người ta nói là khả năng là ông này ông lên là cái vấn đề mà không quân và các cái loại máy bay hỗ trợ cho Ukraine, cái khả năng là sẽ tăng cao, sẽ là coi như đánh về không quân là cũng khả năng là nhiều hơn chứ không phải đánh bộ binh nha. Cái này chúng ta cũng kiểm chứng thôi, chứ không phải ông cứ tư lệnh không quân lên là ông đánh đâu. Bên Nga của ông tư lệnh không quân là ông Suprovkin, ông bây giờ là ông là coi như là gần như là phó tổng tham mưu trưởng dưới Gerasimov rồi thôi. Thì tôi nghe nói là cái ông này thì ông cũng là đại tướng rồi, nhưng mà khả năng là ông sẽ lên soái ấy, hoặc là có khả năng là sau cái cuộc chiến này ông sẽ lên làm bộ trưởng bộ quốc phòng. Thì tôi nghe thông tin bên ngoài thế thôi. Thế còn người ta nói là cuộc chiến này có thể chấm dứt bởi một nhân vật thứ 8. Thì bây giờ nhân vật thứ 8 mà hiện nay người ta đang đánh giá thứ 7, tức là ông Zelensky đấy. Zelensky là người thứ 7, thì người thứ 8 là có thể là cái người sẽ lật đổ ông Zelensky này. Tức là cái người mà gọi là ký kết hòa bình ấy. Chứ Zelensky mà ký thì chắc không ký rồi. Ông ký là thứ nhất là không ký Putin. Đấy, cái thứ hai nữa là coi như phải trả lại cái 4 cái tỉnh đó. Và thứ ba là phải trả lại cái Crimea, và không có một bóng dáng người Nga nào tại Ukraine nữa thì ông mới ký hòa bình. Cho nên ông này không thể là người thứ 8 rồi, ông là thứ 7 rồi. 7 là thất rồi. Là thất rồi, các bạn biết rồi. Thế là cái người thứ 8 đó, một đó là một tổng thống Mỹ mới. Khi mà ví dụ ông Trump hoặc là một ông khác lên thì chắc chắn là sẽ là bảo gật đầu cho ký thôi. Chứ bây giờ cái như Biden mà bảo là tôi chấp nhận ký thì hơi khó đấy các bạn. Đấy, rất là khó. Và Zelensky mà bảo ký thì cũng rất là khó. Thì nó sẽ Mỹ có thể là bầu cử, còn bên Ukraine này có thể là đảo chính. Thì cái việc đảo chính thì cái việc trong tay của Mỹ rồi. Ta nặn ra mày được thì ta cũng bóp chết mày được. Cái đấy là dễ thì các bạn tự hiểu đấy. Thế còn cái thời lượng còn ít. Thôi tôi cũng làm ngắn ngắn thôi. Còn thời lượng của một cái mới này tôi có lẽ tôi sẽ làm cho cái video sau. Tức là cái nội tình của tại Moscow các bạn nha. Hôm qua cũng có một cái thông tin là cái nhà của Bộ Tổng tham mưu, trụ sở của Bộ Tổng tham mưu của Nga tại Moscow là bị cháy. Thì không biết là do chập điện cháy nổ hay là do phá hoại hay là do cái gì thì chúng ta cũng chưa biết. Nhưng mà hiện nay là cái tình hình mà trong Nga nó cũng có một số cái vấn đề. Tất nhiên là tôi nghĩ là cũng không phải là chuyện lớn đâu, nhưng mà rõ ràng là nó là có những cái vấn đề. Ngoài ra thì Belarus và Nga hôm qua đã ký một cái văn kiện, tức là để cho cái vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật tại Belarus. Trong đó là Belarus là nắm quyền chỉ đạo cái chiến thuật, còn chiến lược là của Nga gọi nắm. Đấy. Thì chúng ta cũng nắm một số cái và hôm qua là cái chỗ mà Zaporizhia là còn các cái xe tăng Challenger của Anh nó cũng đang ủi các cái hệ thống mà xương rồng đấy các bạn, cái gọi là mà răng quỷ đấy, cái hệ thống phòng thủ răng quỷ đấy thì nó đang ủi đi các bạn nha, đang ủi đi.
Để coi như cái chỗ nào ủi đi thì tất nhiên là chỗ đấy anh sẽ đến rồi, anh sẽ đến cái chỗ đấy rồi, cho nên cái phần thuộc là nó có ý nghĩa đó này, chứ không phải là không. Rồi có một tin nữa là Việt Nam hiện nay đã sản xuất được cái UAV rất là hiện đại, công nghệ có thể nói hiện đại nhất thế giới rồi các bạn nha. Đấy, thế tức là bây giờ chúng ta cứ thấy là cái Lan Sát của Nga mà nó hoành tráng cỡ nào, hay là của bên Iran như thế nào, thì chắc chắn là Việt Nam đã có công nghệ đó rồi. Thì không biết là hôm vừa rồi anh gì anh qua đấy rồi anh có dúi cho cái đấy không thì không biết, nhưng mà Việt Nam đã tuyên bố rồi. Nếu mà tuyên bố rồi như thế anh đã có trước rồi chứ không phải là bây giờ đấy, thì tinh thần là một số cái chiến sự nó cũng có chừng đó thôi. Thì tôi cũng xin thông báo ngay với các bạn về một số cái tin vắn vắn như vậy. Thế còn tí nữa tôi sẽ làm cái video mà nói về cái nội tình nước Nga, thì cái này là các bạn cố gắng chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các bạn, và các bạn cũng nhớ like và bình luận. Bye bye.